Vàng thế giới chạm đỉnh gần 9 năm Giá vàng trong nước tiếp tục neo cao ở ngưỡng 50 triệu đồng Theo Hội đồng vàng thế giới, chỉ trong vòng nửa năm, các quỹ ETF đón nhận hơn 700 tấn vàng Hải quan Ấn Độ phát hiện 30 kg vàng vô chủ Tất cả sẽ có trong bản tin tỷ giá FBNC ngày hôm nay Ngọc Mai xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình tỷ giá FBNC. Và mở đầu thì hãy cùng với Ngọc Mai điểm qua những thông tin quan trọng trên thị trường vàng thế giới. Thưa quý vị, cả hai thị trường vàng trong nước và thế giới đang tiếp nối những phiên giao dịch tích cực nhất từ đầu năm 2020, khi mỗi ngày qua đi thì giá kim loại quý tại cả hai thị trường lại ghi nhận một đỉnh cao mới. Trong phiên giao dịch đêm qua theo giờ Việt Nam, thì giá vàng thế giới sau khi chịu áp lực chốt lời từ các nhà đầu tư vào đầu phiên và giảm về vùng giá là 1.775 đô la Mỹ một ounce, nhưng sau đó vàng đã bật tăng mạnh mẽ. Cụ thể thì vàng giao ngay trên sàn Kitco đang giao dịch ổn định ở mức là 1.793,5 đô la Mỹ một ounce ở chiều mua vào và 1.794 đô la Mỹ một ounce ở chiều bán ra, tăng quanh ngưỡng 7 đô la so với hôm trước. Giá vàng tương lai giao tháng 8 tăng ở mức là 14,8 đô la Mỹ một ounce, đóng cửa lên mức là 1809 đô la Mỹ một ounce và chỉ còn cách 2 đô la Mỹ so với đỉnh 9 năm là 1810,8 đô la Mỹ được xác lập vào tháng 9 năm 2011. Theo Michael Matusek, nhà giao dịch chính tại US Global Investor, cho biết bất cứ khi nào xuất hiện nỗi sợ trên thị trường, luôn có một nhân tố hỗ trợ giá vàng, dù đó là dịch Covid-19 hay nỗi lo nền kinh tế vận hành không tốt. Nhìn chung, giá vàng đêm qua được hỗ trợ bởi rất nhiều các yếu tố, từ các biện pháp kích thích khổng lồ được triển khai nhằm hạn chế tổn thất kinh tế do dịch Covid-19, cũng như việc chỉ số thước đo đồng đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt khác không ổn định và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giữ trong khoảng là 0,7%. Nhìn rộng hơn thì kim loại quý được hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn an toàn trong thời gian đại dịch Covid-19 đã làm suy yếu tăng trưởng kinh tế toàn cầu và khơi gợi các gói kích thích chưa từng có từ chính phủ và các ngân hàng trung ương trên thế giới. Các chuyên gia cho rằng môi trường đó cộng với việc giữ lãi suất thấp sẽ làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý. Theo Naim Aslam, giám đốc phân tích thị trường tại AvaTrade nhận định, lãi suất giảm trên toàn cầu và đồng đô la Mỹ suy yếu đang giữ cho đà leo dốc của giá vàng tồn tại. Các báo cáo cũng cho thấy nhu cầu đầu tư của các quỹ ETF vàng đang lên mức cao chưa từng có, trong lúc bối cảnh nguồn cung đang bị hạn hẹp bởi nhu cầu dự trữ từ các nhà đầu tư, các quỹ cũng như các quốc gia tăng cao thì vàng sẽ ung dung tăng giá khi mà vàng đang là một món hàng nóng trên thị trường. Và để biết rõ hơn các quỹ ETF này đang nắm giữ bao nhiêu vàng trên thế giới, Ngọc Mai sẽ mang đến cho quý vị rõ hơn trong phần tổng quan thị trường vàng. Thưa quý vị, tiếp đã tăng của vàng thế giới thì giá vàng trong nước trong phiên hôm nay cũng điều chỉnh tăng ở cả hai chiều, với mức tăng trung bình ở chiều mua vào từ 90 đến 180 000 đồng và chiều bán ra từ 60 đến 130 000 đồng. Đáng chú ý thì có tập đoàn vàng bạc Phú Quý đang giữ cả giá mua vào và giá bán ra đều vượt 50 triệu đồng một lượng. Tập đoàn này niêm yết giá cả hai chiều mua bán tăng lần lượt là 100 và 120 000 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Như số liệu mà quý vị đang thấy ở trên màn hình trong khi đó thì công ty vàng bạc đá quý sẽ còn SJC hiện niêm yết giá vàng mua ở mức thấp nhất trên thị trường với giá là 49,9 triệu đồng một lượng như vậy trong khi thị trường vàng thế giới đang có những bước nhảy vọt khi cho thấy đã tăng khủng trong các phiên vừa qua và có rất ít tác động ngăn chặn được kim loại quý này hướng tới mốc là 1.900 đô la mỹ một ounce chinh phục mức giá cao nhất mọi thời đại thì ở thị trường vàng trong nước vẫn đang cho thấy sự trầm lắng nhất định khi mà chênh lệch giá giữa mua và bán chỉ ở mức là 200 đến 400 000 đồng một lượng, mức chênh lệch khá hẹp. Điều này thì cho thấy giao dịch không đột biến nên các doanh nghiệp kinh doanh vàng không cần phải nới rộng, điều mà họ thường làm mỗi khi thị trường có biến động lớn. Và như Ngọc Mai đã đề cập trong phần đầu của bản tin, khi nguồn vàng thế giới đang hạn chế, thì việc gia tăng nắm giữ vàng từ các quỹ ETF sẽ là một hỗ trợ tích cực cho đà tăng của vàng. Theo báo cáo mới nhất được Hội đồng Vàng Thế giới WGC công bố thì tiền đổ mạnh vào các quỹ ETF vàng trong tháng 6 năm 2020. Lượng vàng nắm giữ của các quỹ này đang tăng thêm 104 tấn trong tháng trước. Như vậy tổng số lượng vàng do các quỹ ETF này nắm giữ hiện đang ở mức là 3621 tấn. WGC cũng nói thêm rằng tổng lượng tài sản các quỹ này đang quản lý cũng lên mức cao kỷ lục. Nửa đầu năm 2020, các quỹ ETF vàng đón nhận thêm 734 tấn vàng, được định giá ở mức là 39,5 tỷ đô la Mỹ. WGC cũng nhấn mạnh, nhìn vào yếu tố nhu cầu đầu tư vàng trong bối cảnh hiện nay, lượng tiền vào các quỹ ETF vàng trong nửa đầu năm 2020 cao hơn đáng kể so với mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, từng được thiết lập trong năm 2018 và 2019. Các quỹ này có thể đã hấp thụ khoảng 45% tổng sản lượng vàng toàn cầu trong nửa đầu năm 2020. Nếu tính theo khu vực, WJC cho biết nhu cầu đầu tư vào quỹ ETF vàng tại Bắc Mỹ thống trị thị trường, riêng đầu tư vào ETF vàng tại Bắc Mỹ chiếm khoảng 80% tổng vốn đầu tư toàn cầu. Chỉ trong vòng tháng 6, các quỹ ETF vàng tại Bắc Mỹ đón nhận 83 tấn vàng, các quỹ châu Âu có thêm 18 tấn còn các quỹ châu Á chỉ có thêm 0,4 tấn. Chuyên gia nhấn mạnh, bối cảnh kinh tế và địa chính trị vẫn hỗ trợ cho nhu cầu đầu tư vàng, phần lớn các yếu tố hỗ trợ cho giá vàng vẫn còn. Chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng hiện thấp, hoạt động chính sách của ngân hàng trung ương khiến cho lãi suất ở mức thấp hoặc âm. Do đó, hoàn toàn có cơ sở coi đầu tư vàng là một kênh sinh lời có hiệu quả trong dài hạn. Tiếp theo thì Ngọc Mai muốn mang đến cho quý vị một thông tin khác. Các bạn có nghĩ trong thời buổi vàng tăng phi mã và việc muốn sở hữu một lượng vàng là điều khó khăn, vậy mà vẫn có thể phát hiện một lượng lớn vàng vô chủ hay không? Hải quan Ấn Độ vừa đã tịch thu 30 kg vàng trong hành lý ngoại giao gửi cho địa chỉ người nhận là nhân viên tổng lãnh sự quán UAE ở Kerala. Điều bất ngờ là không ai đến nhận số vàng này cho đến khi các quan chức hải quan nước này kiểm tra lô hàng trên. Đây là lần đầu tiên hải quan Ấn Độ tịch thu vàng trong hành lý ngoại giao gửi qua đường hàng không cho lãnh sự quán các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất ở bang Kerala. Số vàng này được tình nghi là được những kẻ buôn lậu đã sử dụng kênh ngoại giao để tuồn vàng vào trong quốc gia này. Hải quan Ấn Độ vẫn chưa ra tuyên bố về vụ việc và một cuộc điều tra chi tiết được tiến hành để tìm ra ai đã gửi lô hàng chứa vàng này và ai là người nhận vàng. Hiện dự trữ vàng của Ấn Độ đứng thứ 10 thế giới với 22,1 triệu ao, chiếm 1,2% dự trữ vàng của toàn thế giới. Chuyển sang những thông tin về phần tỷ giá ngoại tệ. Trong phiên hôm nay, tỷ giá euro đã ghi nhận một phiên giảm trở lại như bản số liệu chi tiết mà quý vị đang thấy. Giá 1 euro mua vào là 25.381 đồng, giảm 128 đồng và bán ra là 26.950 đồng, giảm 137 đồng. Về tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ sáng ngày 8 tháng 7, được ngân hàng nhà nước công bố ở mức là 23.218 Việt Nam đồng trên đô la Mỹ, giảm lại 4 đồng so với phiên giao dịch trước. Những cập nhật mới nhất về phần tỷ giá ngoại tệ cũng đã kết thúc chương trình tỷ giá FBNC. Cộng mai xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.